Vào đây các con ơi, chúng ta cùng nhau phá cỗ nào. Chào anh Thịnh. Ồ, đẹp quá. Đây là dịp mà chúng ta lại được rước đèn ông sao và phá cỗ lại phải không anh Hoàng? Rất là nhiều kỷ niệm. Anh Thịnh này hình như là cứ mỗi một dịp lễ Tết là mình lại được gặp anh với những cái mâm cỗ thực sự là đẹp. Thì không biết là cỗ của Tết Trung Thu năm nay có khác gì so với những năm trước không anh? Như chị Huyền thấy là mâm cỗ ngày hôm nay kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Đối với truyền thống thì ngày xưa chúng ta hay có nhập bưởi, chuối, thanh long, rồi một số loại trái cây mà ở vườn chúng ta có thể bày biện lên. Và mùa thu thì chúng ta hay sử dụng là hồng. Và mâm cỗ hiện đại thì chúng ta hay sử dụng là dưa hấu, thì ngày nay chúng ta tỉa những cái hoa văn như thế này, hoặc là chúng ta làm những cái lồng đèn từ dưa hấu. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng một số loại như là táo hoặc là cam vàng hoặc là nho, chúng ta có thể treo lên như thế này thì chúng ta ăn giống như tiệc buffet vậy đó. Các bé có thể bứt những cái trái nho như thế này. Các con ơi, các con đã từng được phá cỗ Trung Thu chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Các con có thích phá cỗ Trung Thu không? Thích. Con thích điều gì nhất ở trong mâm cỗ của chúng ta ngày hôm nay? Con thích nhiều. Cái gì con cũng thích luôn đúng không? Thế còn Thất Hào, con thích món gì nhất trong mâm cỗ của chúng ta? Bánh Trung Thu rất là ngon đúng không? Quý vị thân mến, quả thật là có thật nhiều điều dễ thương để chúng ta nhớ về một miền Trăng đong đầy trong ký ức đúng không ạ? Và hy vọng rằng những giá trị tươi đẹp của Tết Trung Thu sẽ luôn được gìn giữ để cho các em thơ có thể được vui chơi, những người lớn trong gia đình chúng ta có thể gắn kết, tinh thần được đong đầy. Và thay mặt những người thực hiện chương trình ngày hôm nay, Khánh Huyền xin chúc cho tất cả các em sẽ có một đêm Trung Thu thật vui và gia đình chúng ta sẽ có một Tết đoàn viên đúng nghĩa, Tết Trung Thu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phá cỗ Trung Thu nha. Nhảy đi các con ơi. Ăn bánh nè. Ăn bánh không? Rồi. Xinh xinh.